Xin kính chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay bà nội con làm bánh bí gợi. Thì cái cách thức bà nội con làm bánh bí gợi như thế nào? Mời quý ông bà cô bác cùng xem. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món bánh bí gợi nè cả nhà. Thì nguyên liệu của nó thì 700 gram bí nè cả nhà. Nước cái bột nếp, nước cái bột nếp nè. Dừa dừa mình xào nè cả nhà, mình xào nhân đó. Đậu phộng. Dừa chút muối, hai ống vani nè cả nhà. Dưới mà bột này nữa mình tạo hình cuốn nè cả nhà. Thì mà cả nhà cùng theo dõi mình. Cái trên đầu rồi nè. Làm cái cuốn ở trên đó. Bí này mình mua gì mình gọt mà luộc sẵn cả nhà. Bởi vì mình đơn chiếc quá à, mình luộc trước nè. Chắc lấy ra thì tôi luộc cho cả nhà cùng thấy thì nó cũng dễ thôi chứ cũng không có cái gì. Bởi vì tôi đơn chiếc quá à. Thì tôi làm trước vậy đó. Mình nghiền cho nát vậy nè cả nhà. Vì mình cắt bột này ra cái mình để vô mình nhồi. Để vô mình nhồi. Giống như cái bột xanh xanh đó hả? Bột này cái bột nếp nè cả nhà, mình nữa mình tạo cái cuốn của nó cả nhà. Mình làm sẵn nè. Rồi để vô lá dứa. Thì mình nhồi cái lá dứa rồi nữa mình làm cái cuốn đó đó. Nó hơi cứng lại. Nữa mình ngoài nhồi mình làm cái cuốn. Bột nếp với lá dứa ra nó còn gì nữa không nội? Không nhiêu đó. Nước ra nhà nước lạnh. Chứ không nhà nước nóng. Ai vậy? Con thấy nó lạnh lạnh. Bí này dẻo quá nhà, dẻo lắm nè. Mình nhồi nước nóng nó có thành công không nội? Thành công. Thì bí này nó bí thì bí da xanh cả nhà, bí hồ lô nè, nó dẻo lắm, dẻo hơn cái bí tròn. Thì sáng mình đi chợ mình gặp bí ngon quá mình mua này cả nhà, về làm bánh. Này mình làm bí tròn luôn rồi. Làm bí tròn nó được dẻo hơn bí này. Để nếp vô. Dính sao như vậy? Để vô mình nhậu từ từ cả nhà ơi. Thử đây nó ra sao. Nó có khô mình thêm nước. Thì công thức làm bánh này nó cũng dễ cả nhà, dễ lắm. Không có khó. Cháy nữa đi nhiều, cháy nắng. Vàng ngon. Mình nhậu chung. Hai ống đi. Cho nó thơm. Cho cái giá thơm ngon nè. Để nước cho cái nhà để từ từ vậy đó. Từ từ cho nó chừng nào nó cục bột nó dẻo bột rồi thôi. Khô. Bị về nếp này bây giờ mình mần cũng không có biết làm sao mà canh nước cả nhà ơi. Nhiều khi mà nếp nó nếp mới rồi nếp cũ nữa. Thì mình nhồi chừng nào thấy cảm thấy nó vừa thì thôi nha. Vừa tay mình thôi. Bột mình đã xong nha cả nhà, giờ mình để ra đây mình đậy lại. Rồi mình đi xào nhân cả nhà ơi. Để đây cho nó đựng khô bột xào nhân thì mình nắng. Ủa cho con nắng đi. Nhân gì nội? Nhân dừa à, xào nhân dừa. Nhân dừa đường thế nội. Ừ, rồi. Thắng đường xào nhân cả nhà. Chế chút chút nước kìa nè. Mình làm đường thuốc nốt cả nhà ơi. Thắng cho đường nó tan đường cái nó mình đã vừa vô. Cái này 400 gram đường cả nhà, thì chấm lấy cái nồi nhắc rồi họ ghi như tiên như bình. Dạ. Vô chút muối. Chút muối. Ừ. Ủa chút nhiều vậy. Này. Làm bên đây mình xài đường thuốc nốt mọi nhà ơi. Đường thuốc nốt nó thơm. Tôi làm gì tôi chịu đường thuốc nốt hả? Mình xào nhân này thì cũng như mình làm mình có bánh ít chứ gì mà đường nó thiếu mít mùa này bệnh dịch quá cả nhà không có đi đâu được hết trơn á, người ta không có bán mít nữa.
bệnh quá bệnh à. Vô mình đỡ dừa vô nghe cả nhà. Người ta làm dừa sợ con này tôi không á. Làm dừa sợ đi ba đi nạo máy nè, nạo máy nè, nó vừa hơi nhiễn. Kệ mình ăn nhà chế đi. Ngon hen, màu đường ngon hen. Đỏ ao à. Ừ, được thúng ốc thì đẹp rồi đó, nó ngon rồi đó. Nó cũng vậy chứ gì mà đều cái màu nó đẹp. Màu đỏ nè. Thơm. Hồi đó ao hả? Nhưng mình khô cái nhà để đậu vô cái nhà ơi. Để đậu cho nó thơm. Nó ngon. Thì thế gia đình mình không thích đậu rồi, không để đậu cũng được. Con này để đậu cho nó thơm, ăn nó giòn giòn, thơm thơm béo béo. Như tắt bếp cả nhà, được rồi đó. Tắt nước lên rồi chụm lửa để cho nước nó sôi để bà nội con để bánh vô. Cái này do nhân cả nhà. Do nhân rồi mà xong là mình nắn bánh. Bị có mình ơi mình làm đơn chiếc cả nhà ơi. Đi bên mày lấy ba cái của mình nhắn mày làm rồi mày tha dầu vô đi như tiên. Cái đồ quẹt vô cái bánh. Mình sao có cây cọ mình không có cây cọ. Cái này đi chợ mua đồ mới được, mua cọ. Bây giờ con phụ bà nội thay dầu tiếp để mình nội hấp bánh. Bánh nè cả nhà, mình tạo hình gì nè cả nhà chứ biết đó. Bánh này cũng dễ làm cả nhà chứ nó không có khó đâu, dễ lắm. Hép đi nè, bắt đầu mình lấy cái tâm nè cả nhà, mình ngắn gì đó, do cho nó bóng cái bánh này vậy nè.
bắt đầu mình tạo hình đó. Nhấn mình ép cái gì nè, nhấn gì đó cả nhà. Rồi lấy cái đồ đũa này nè, ghim trứng giữa vậy nè, ghim gì đó. Rồi mình ấn vậy nè cả nhà. Nó thành trái bí đó. À, đó chị đó. Mình có cục bột rồi nha cả nhà. Mình cho vo cho nó tròn tròn lại nhanh nhanh dài dài vậy nè. Mình nhúng miếng nước vậy cả nhà. Để vô gì nè. Thành cho biết cả nhà. Giờ mình lấy dầu ăn mình hết làm gì nè. Người ta làm có cái cọ, tôi không có cái cọ, lấy cọng chuối cả nhà ơi. Hết làm gì cho cái bánh mình nữa cho nó lấy cho nó bóng. Vậy đó. Xong rồi đó. Vàng chứ không phải bí đỏ. Nha cả nhà. Cái này bí màu vàng. Vậy là thành quả của nội con mới làm xong. Nhưng mà chưa có nấu nữa, chưa có hấp. Chừng nào đâu nhiều mới hấp cái gì. Chừ nào mà nhiều quá thì bà nội con mới đem hấp. Này bí. Hai thứ bí. Sửa soạn đi hấp. Bánh này đẹp quá. Đây là hạt quả của nữa không? Hạt được mới chín quá ra.
chính rồi đó. Đây đây, đũa gầm thêm chút xíu thôi. Đúng rồi đó, chín quá rồi. Không lấy dầu thì nó sợ nó dính. Bánh của con nó chín rồi nghe quý ông bà cô bác. Bánh chín thì con lấy ra. Tuột xuống, tuột xuống. Ơi. Cái bánh nó đẹp. Quý ông bà cô bác. Vậy. Ở nhà bánh mình đẹp nè. Bánh con đẹp hơn. Thả dầu chạy tùm lum nha. Thôi được rồi, được. Wow. Mình còn có 3 cục bột nữa xong rồi cả nhà. Vô cho nó đều lên gì nè. Làm tạo hình. Chưa từng nghe trái bánh bao giờ. Chỉ nghe trái cóc thôi. Cái này cái gì vậy? Cái dặn gì nè cả nhà. Thành cuốn của nó nè. Cái này làm giống giấy bằng quá. Giấy bằng nó gì nè. Mình còn mẻ thì nó xong rồi cả nhà. Dỡ nắp nồi như tiên. Dạ. Dỡ nắp nồi coi. Dạ. Ừ. Để lên. Buông đi. Hai ba. Xả hơi cả nhà, mẻ này nó xong cả nhà ơi. Màu vàng đẹp quá nè. Chút xíu nữa được rồi. Bộ này hấp màu chín đó. Thử bánh cả nhà. Chừng này cái tâm này mình ghim vô mà lấy ra nó hấp dính là chín đó cả nhà. Giờ bánh mình chín nha cả nhà ơi. Wow. Cái màu xanh.
Buồn bà con. Bí này nếm gì là bí bí ngô vàng. Chín quá. Cái này gọi là mí ngô này. Có trái bí xanh. Trái bí đỏ. Còn cái manh này thì là bí đỏ. Trái bí xanh. Dạ, con mời quý bà cô bác cùng ăn chung với con. Dạ, con mời nó ăn. Bánh mình đã chín rồi cả nhà, mà cả nhà dùng bánh cho mình cả nhà ơi, để dùng bánh cho mình nè. Bữa nay mình làm bánh bí đỏ nè. Ngon như tiên. Ngon. Cứ lấy lẻ ăn cái gì nữa không chịu đâu. Mềm quá cả nhà, mềm thơm ngon. Cả nhà có rảnh làm bánh như gì ăn cả nhà. Cũng dễ làm lắm, món đơn giản lắm. Dễ làm. Ngon. Cái bí đỏ này mình chế biến mà làm bánh này bánh kia cả nhà ơi. Dạ, clip này cũng dài rồi. Con chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác hồi giờ sức khỏe. Nếu quý ông bà thích video của con hãy để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ con có tiền cái mới. Giờ thì bye bye. Bye cả nhà nha. Vâng.